Xin kính chào quý vị và bà con. Vào khoảng 4 giờ sáng nay thì tâm của cơn bão số 8 nằm cách huyện đảo Hoàng Sa là khoảng 320 km về phía đông đông bắc, mạnh cấp 12, giật cấp 15. Dự báo trong vòng 24 giờ tới thì bão sẽ di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc. Đến 4 giờ sáng ngày mai thì bão sẽ cách huyện đảo Hoàng Sa là khoảng 100 km về phía Bắc Đông Bắc với cường độ là cấp 11, giật cấp 13. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo thì bão vẫn sẽ di chuyển theo hướng Tây với tốc độ là 10 đến 15 km/h và đến 4 giờ sáng ngày 25 tháng 10, tâm bão sẽ nằm cách đất liền từ Hà Tĩnh cho tới Quảng Trị là khoảng 240 km về phía đông. Cường độ bão lúc đó thì sẽ giảm xuống cấp 9, giật cấp 11. Sau đó thì bão sẽ suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng thấp. Dự báo vùng nguy hiểm do bão trong 24 giờ tới sẽ là vĩ tuyến 15 đến 20 độ Bắc và phía đông kinh tuyến 110,5 cho tới 118 độ Đông. Tàu thuyền hoạt động trên biển cần phải thường xuyên theo dõi diễn biến của bão để chủ động phòng tránh hoặc thoát ra, tránh đi vào vùng nguy hiểm. Cần phải giữ thông tin liên lạc thông suốt với đất liền để được trợ giúp khi cần. Đối với khu vực Bắc Biển Đông bao gồm huyện đảo Hoàng Sa, trong ngày hôm nay thì cũng sẽ có mưa bão, gió khoảng cấp 10 đến cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua là cấp 12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 6 cho tới 8 mét, biển động dữ dội. Với khu vực huyện đảo Trường Sa ngày hôm nay thì cảnh báo cũng có mưa rông, kèm theo đó là lốc xoáy, gió giật mạnh. Vùng biển ven bờ từ Vịnh Bắc Bộ xuống tới Ninh Thuận cũng cảnh báo có gió mạnh, gió Đông Bắc cấp 5 đến cấp 6, giật cấp 8, biển động. Bản tin của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.